đúng, đúng cấm rồi. Scorici bị cấm đi từ HQ rồi. Lorient, Lorient và Rast, vị tướng mà nằm trong tầm lựa chọn của Son Bách. Son Bách vẫn còn nhiều sự lựa chọn lắm, anh ta vẫn còn có thể hướng tới Lilian. Ai ta đã bị đối phương cầm rồi, đối phương cầm rồi. Thế còn Rast với Lorient là hai vị tướng có lẽ là tiêu biểu nhất để Son Bách có thể sử dụng ở trong sự lựa chọn thứ ba này. Đây chỉ là hai vị tướng gọi là được chúng ta nghĩ đến nhiều nhất thôi. Và thực tế mà nói thì Team Flash hoàn toàn có thể những sự lựa chọn bất ngờ hơn, và đó sẽ là Dirac. Dirac cũng đang quay trở lại được trong những trận thi đấu gần đây, một vị tướng vừa với lối đánh ép trụ sát thương tạo ra cũng rất nhiều, và là một vị tướng theo kiểu dạng là phòng ngự tuyệt vời cho bên phía của Team Flash. Son Bách đang có một ngày thi đấu khá ấn tượng ngày hôm nay, có được nhiều sát thương hơn, có được một trận thi đấu toàn diện hơn. Hai vị tướng mà Team Flash trao cho anh ta chơi trong hai bàn đấu đầu tiên đều là những vị tướng có sát thương rất là mạnh mẽ, như là Yue, như là Iggy, những vị tướng nổi tiếng được cho là sự dồi dào và có khả năng gánh rất mạnh tại đường giữa. Còn bên phía của HQ thì sự lựa chọn thứ ba mà họ hướng tới đang là Elandor ở vị trí đi rừng dành cho Sierra. Ngoài ra thì họ vẫn đang chưa có vị trí xạ thủ chủ lực và cũng đang chưa có vị trí đương tá thần Seja chủ lực trong trận đấu này cả. Nhìn thực tế mà nói thì trong suốt quãng thời gian vừa qua của bên phía đội tuyển Team Flash thì chúng ta thường xuyên đánh giá vị trí đương tá thần Seja là một trong số những vị trí chưa quá mạnh mẽ để có thể đối đầu với những cái tên hàng đầu như Kuga của Box Gaming hay là Bird LB của V Gaming. Nhưng ngày hôm nay thì tuy mới chỉ là trận đấu đầu tiên gặp HQ Sport thôi, Euphoria đang để lại những ấn tượng. Những ấn tượng so với màn debut của người chơi đường tá thần Seja tiền nhiệm thì ấn tượng mà Euphoria để lại đang là khá tốt. Họ đang có những sự trẻ hóa đội hình, và sự trẻ hóa đội hình này ở những vị trí cốt cán, hai cặp cánh đang khiến cho Team Flash tỏ ra chắc chắn hơn rất nhiều so với trước. Họ có được sự giao thoa giữa sự cổ điển và sự hiện đại với phong cách đánh hổ báo và tương đối chiến thần của Euphoria cũng như Barim, cộng với sức kinh nghiệm đến từ vị trí của Son Bách cũng như ADC nữa. Quay trở lại với lượt cấm thứ ba bên phía HQ Sport hướng tới thì Zuka sẽ là lượt cấm tiếp theo của HQ trong bối cảnh mà Team Flash chưa lộ rừng, ADC chưa lộ rừng trong trận đấu này. Tôi nghĩ rằng cũng không sao cả, tôi nghĩ ADC sẽ còn nhiều lựa chọn đi rừng, còn Nakroth, còn Skirt nữa. Khá nhiều các chất tướng mà ADC có thể lựa chọn. Nhưng Team Flash cấm chọn ván đấu này thì đang là khá tốt, khi mà với việc họ lựa chọn cho mình con bài Dirac như thế kia thì đối phương sẽ chuyển sang cấm rừng. Và Dirac nói gì thì nói, khi vị tướng này mặc dù đã phần nào đã bị sửa chữa đi, yếu đi một đôi chút thôi so với thời kỳ có thể coi là cực thịnh của Dirac, thì bây giờ Dirac vẫn khỏe nếu như đối phương là đội hình có hai xạ thủ. Và qua đó thì đội tuyển HQ Sport họ đã có một xạ thủ đi rừng rồi, họ sẽ còn một xạ thủ đứng rồng nữa dành cho vị trí của HQ. Team Flash sẽ hướng đến một lựa chọn đó không phải là Nakroth dành cho ADC nữa. Họ định Butterfly nhưng cuối cùng thì lựa chọn của họ không phải là mạo hiểm như Butterfly, và họ sẽ có cho mình quân bài khả năng dùng đam rất khỏe. Lo không? Trước đây cũng làm nên tên tuổi ADC đó, quân bài Quick Knack. Bên kia chiến tuyến HQ sẽ hướng đến cặp cánh của mình ngay sau đây, họ sẽ có Celica. Celica dành cho HQ trong vài đấu này chăng? Và khu vực đứng trên, đứng trên Alia đánh Floor rồi Huy ơi. Team Flash à? Team Flash có đánh Floor không? Được nha. Quá được luôn. Trong trận đấu này, tại vì tôi anh Tùng Họa Mi đã, tôi có nghe anh ấy nói rằng là DanTC hay là Euphoria là một trong số những người chơi đường tá thần Seja ấn tượng, có thể coi là top 3 những người chơi đường tá thần Seja rất ấn tượng với quân bài Florentino. Florentino không nhỉ? Chắc là lời đấy. Có người yêu đến từ vị trí của Euphoria hay không? Đấy. Thên sẽ lựa chọn vị trí hỗ trợ dành cho HQ, và tất cả đang đổ dồn về sự lựa chọn cuối cùng, còn Q và còn Florentino. Rồi. Đây rồi. Thôi. Nó sẽ là Florentino. Là Florentino dành cho Euphoria ở khu vực đứng trên ở trong ván đấu này. Đây là ván đấu mà tôi nghĩ rằng cơ hội để cho Florentino ở trong tay Euphoria được múa nó sẽ là có, khi mà bên kia chiến tuyến sẽ là những vị tướng không thực sự quá cơ động, đó là con Rossi. Nhiều khả năng nằm trong tay Alia khi mà xoay bài đến bên phía đội tuyển HQ, khi mà họ sẽ cho Thên ở khu vực đường trợ thủ dành cho người chơi Shin. Và Florentino khi đối đầu với Rossi thì với một chất tướng không thực sự cơ động như là Rossi, Florentino sẽ có cơ hội để được múa. Như vậy là cũng đã hoàn thành xong đội tuyển Team Flash rồi. Họ có một ván đấu mà những lựa chọn của mình tôi nghĩ rằng là cũng rất ổn để có thể đối đầu bên kia chiến tuyến là HQ. Trong khi đó thì với HQ sau khi họ lựa chọn power pick của mình đó là Rossi thì những lựa chọn sau đó của họ cũng cảm giác như nó không được đúng ưng ý với những gì mà đội tuyển HQ muốn ở trong ván đấu này, khi mà họ có Celica, đó là Thên nữa, và phải đối đầu với Dirac ở bên kia chiến tuyến. Thì như chúng ta đã phân tích rồi, với một đội hình hai xạ thủ là cả Celica lẫn Elandor, thì trong một tình huống giao tranh cụ thể, một pha giao tranh tổng, khi cái khiên, cái lô cốt tử quang được đặt ra bởi Son Bách rồi, anh ta sẽ có thể chắn được một lượng sát thương rất lớn. Nên nhớ rằng Lilianna ở trong dạng người của mình thì cũng sẽ là một vị tướng tay dài với những cú vẩy, và cũng sẽ bị chặn lại bởi cái khiên. Dirac thì kết hợp với Celica hoặc là Annette sẽ hợp lý hơn từ vị trí của HQ, thay vì kết hợp cùng với cả Lilianna trong tay của Tác. Đúng là họ cũng đã có những sự chần chừ nhất định khi lựa chọn vào quân bài Celica ở trong sự lựa chọn cuối cùng, nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn bài Celica.
Chỉ có điều rằng là những cộng sự hoàn hảo cho Celica thì đang vắng bóng bên phía của HQ Esports mà thôi. Vẫn còn một tên để đẩy đối phương rơi đồ vị trí của của huấn luyện viên HQ Esports, đó là anh Crab. Không sao cả. Trong cuộc sống thì đôi khi phải có những tình huống nó thú vị một chút, nên cái vị rơi đồ không sao cả. Đáng chí thì thỉnh thoảng tay đá này đá nọ rơi mất đồ thì không phải vấn đề quá nghiêm trọng đâu. Nhưng mà đây là Florentino, tôi định nói rằng Florentino đánh hơi khó trong trận đấu này. Tại vì bên phía đối phương nhiều quân bài kiểu dạng là né tránh giao tranh rất là tốt, những vị tướng có thể ngăn bị ép giao tranh. Như tức là Liliana, lúc đi đường thì tôi nghĩ rằng là đối đầu với cả Rossi thì cũng đủ ổn, nhưng mà ở trong giao tranh tổng thì có lẽ là anh ta cũng khó tìm mục tiêu. Nếu mà đánh với Rossi giai đoạn đi đường tôi nghĩ rằng cũng chỉ ở mức ngoài đường thôi, tại vì Rossi với ba tanh lửa cũng là một vị tướng khả năng hồi phục rất là tốt và cũng không dễ để Florentino trong tay của Euphoria. Đây là bị ngược đúng không? Nhầm đấy. Chính xác hơn một tí. Nếu mà nói một kèo đi đường khách quan, chính xác hơn là một cặp đi đường khách quan, thì chưa chắc rằng Rossi trong tay của Alia đã gặp khó trước Florentino trong tay của Euphoria đâu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì tôi đang rất mong chờ màn trình diễn Florentino trong tay của Euphoria. Anh ta là, tôi đã nhận nghe được rất là nhiều những cái truyền thuyết ở trong cộng đồng mạng xoay quanh việc là Euphoria đánh vị tướng Florentino rất ghê, rất ghê. Và để xem là Florentino trong tay của Euphoria sẽ thể hiện như thế nào trong trận thi đấu này. Thì bản thân anh ta ở trong phần phỏng vấn mà tôi được xem gần đây thì anh ta cũng khẳng định rằng là vị tướng mà anh ta thủ nhất, thích chơi nhất đó chính là con Florentino. Và đấu này thì anh ta được chơi con bài đó, để xem là nó sẽ là như thế nào đây. Khu vực đứng giữa là nơi mà khi có sự hỗ trợ đến từ Shin, dọn lính lại nhanh hơn dành cho Tak. Sau đó thì anh ta quyết định di chuyển sang thám thính khu vực hang bột xanh của đối thủ. Đây là Barin ở khu vực đứng dưới. Giai đoạn đầu thì có vẻ như là Barin sẽ phải có một đôi chút sự cẩn thận khi mà anh ta đối đầu chất tướng khỏe sớm hơn mình, đó là con bài Celica bên kia chiến tuyến. Celica với nội tại của mình thì sẽ có thể gây được sự khó dễ dành cho Barin. Và Barin bây giờ đây thì anh ta lại đang phải chơi một mình nữa, khi mà những sự hỗ trợ mà Case đang dành cho các thành viên bên phía đội tuyển Team Flat nó thường xuyên đến ở khu vực đứng giữa và khu vực đường rừng nhiều hơn là bảo kê cho vị trí của Barin. Chúng ta thì Barin cũng làm chất tướng có khả năng cơ động ngay từ giai đoạn đầu, nên anh ta cũng thoát được đi ở trong tình huống gây áp lực đến từ các thành viên bên phía đội tuyển HQ. Ôi chuỗi phi tiêu rất đau đến từ Barin. Anh ta kích hoạt được nội tại, được thành công ở trong tình huống vừa qua và bắn cho HQ còn một nửa máu thôi. Barin thực sự đã cho thấy được những sức ép đầu tiên. Anh ta khá tự tin ở khả năng đi đường cho Celica bên phía đối phương. Những cú chuỗi phi tiêu kèm theo tinh linh nữa nó là cực kỳ đau đớn, và nó khiến cho xạ thủ của bên phía đội tuyển HQ dù mới chỉ là đối đầu 1-1, chưa có thêm người chơi hỗ trợ đến từ cả hai bên, nhưng mà ngay lập tức với một phong độ thi đấu thăng hoa cộng với một tâm lý thi đấu tốt thì Barin đang chèn ép được HQ ở những giây phút đầu tiên rồi. Chưa gì đã thấy Celica trong tay của HQ gặp những sự khó khăn nhất định. Rõ ràng là việc thiếu đi những cộng sự kết hợp tốt với cả Celica cũng sẽ khiến cho anh ta khó chơi trận thi đấu này. Cú băng vào từ hiểm họa không trung trong tay của ADC, như đã nói thì Alia với ba tanh lửa anh ta sẽ không dễ bị hạ gục một cách thật nhanh, nên Florentino cũng sẽ không dễ gì mà đối đầu thường xuyên cả Rossi cả. Thay vào đó anh ta sẽ tập trung đi gank nhiều hơn, và đúng là họ đang gọi rất đông ADC. Người có thể chuyên cuốn kích hoạt tới được ADC ở đây. Con dòng ánh sáng này chỉ còn đâu đó 2.000 máu mà thôi. Wow. Và ADC cướp đi con dòng ánh sáng này. Giao tranh đang đổ ra, băng vào vị trí của nó là Shin. Anh ta tốc biến bỏ đi rồi, địa giáp chưa được một người ở thời điểm này. Chưa có được chiến công đầu nào được diễn ra tại đây cả. Lượng máu từ Euphoria là khá thấp và bỏ đi đến cú tốc biến của Sunback, và qua đó thì Team Flat cũng chưa thể có được điểm gục nào cả. Nhưng mà tuy nhiên thì cú bổ vừa qua của ADC đã cướp đi con dầu ánh sáng trong tay của HQ. Một tình huống mà ADC anh ta đã quyết định rằng là sẽ không hướng đến con Seiza giống như và đấu trước đó để có thể đổi mục tiêu nữa, mà anh ta hướng thẳng xuống khu vực hang rồng và sử dụng cho mình hiểm họa không trung một cách quá chuẩn xác. Candam là rất tốt đến từ bên phía thành viên đi rừng của đội tuyển Team Flash ở trong tình huống đó, và qua đó con rồng đầu tiên nó thuộc về đội tuyển Team Flash. Đó là tình huống mà HQ họ cũng đã làm tốt khi mà về mặt giao tranh tổng họ lấy được một lượng máu là tốt hơn so với đối thủ, nhưng cuối cùng thì lại không dứt điểm được ai cả. Bên phía đội tuyển Team Flash vẫn có thể về được thành công, ở đây Tak đang bị tìm thấy bởi đó là ADC cũng như là Sunback nữa, nhưng Tak cũng đã thoát được về rồi. Bên phía đội tuyển Team Flash vừa rồi thì họ cũng đã có tập trung đủ người ở khu vực hang rồng, và qua đó thì với việc có được con rồng đầu tiên, bây giờ Team Flash quay trở lại với thế phang của mình mà thôi. Họ cũng sẽ Tak lấy được con bùa đỏ trước mặt của ADC ở trong tiếng vừa rồi, không có trừng trị trên người ADC, và qua đó Tak một lần nữa cắt đam rất tốt, và đây sẽ là con xe ra bóng tối này, nó sẽ đang được tìm thấy bởi các thành viên bên phía đội tuyển Team Flash rồi. Và Euphoria anh ta có tiếng lao qua bên kia bờ tường và lấy đi được mạng gục của người chơi Sierra một cách rất dễ dàng. Đó bắt đầu là những nhịp hoa chính xác đến từ Euphoria, thêm một nhịp hoa nữa tấn công vị trí của Sierra rồi. Vẫn còn thêm một nhịp hoa nữa. Nhạc liên tiếp bật lên. Euphoria có thể có được điểm bạo gục tiếp theo hay không đây? Câu trả lời là thiếu một chút đam. Những tình huống xử lý phải nói rằng là rất mượt từ Euphoria với con bài Florentino. HQ là nạn nhân đầu tiên đã phải nằm xuống trong tình huống giao tranh từ trước đó, và đã có hai điểm gục đến bên phía của Team Flat. Đây là một tình huống mà Tak tần tìm thấy được cây ở khu vực giữa sông. Có thể nói rằng là Tak đã làm tốt trong việc cướp đi combo đỏ của ADC với sải tay dài từ Liliana, nhưng về sau trong tình huống tranh cướp con Seiza thì chúng ta đã thấy được những bước di chuyển đầu tiên của Florentino trong tay của Euphoria.
Ngày hôm nay thì tất cả những con mắt đang đổ dồn về người chơi đường tà thần Seiza của bên phía Team Flash rất nhiều. Và như đã nói thì và được tiếp thị rất nhiều trong cộng đồng thì anh ta là một người chơi đánh con Frentino rất tốt. Và ngày hôm nay thì anh ta cũng đã thể được phần nào những bước nhịp phun hoa đầu tiên của mình. Anh ta thậm chí còn băng trụ để gây uy hiếp lên đối phương một cách vô cùng quyết đoán như cú nhặt hoa. Ở trong phút thi đấu vừa qua thì chúng ta đã nhìn thấy được rằng HQ Sport chưa thể có được một mục tiêu lớn nào cả. Họ bị cướp đi con rồi sáng bởi cú vô tới DC và họ cũng đã bị cướp mất cả con Seiza xong. Bên phía Team Flash đã có đủ cả hai mục tiêu quan trọng nhất giai đầu trận đấu và HQ Sport thì chưa thể chấp nhận thành công mục tiêu nào cả. Qua đó thì Team Flash đang có cơ hội rất lớn để có thể lăn cầu tuyết ở trong trận đấu này rồi. Đây là địa giam nó đặt ra chúng vào vị trí của Thên rồi sau đó tiếp tục tấn công đến các thành viên bên phía đội tuyển Team Flash. HQ tiếp tục dựng pháo dàn lên ở trong tình huống này nhưng đó là không ăn thua khi mà anh ta có lượng đam nó là không đủ, vẫn thiếu một chút đam nữa đến từ HQ và Case có thể thoát được về với 1000 máu ở trên người. Dù sao thì đó là lượng đam vẫn đủ để khiến cho những con lính đẩy vào khu vực đường dưới được giải tỏa thành công rồi, và với sự xuất hiện của Tác ở đây nữa thì họ sẽ phòng ngự được cái trụ bột của khu vực đường dưới mà thôi. ADC đang là người phòng ngự trụ ở khu vực đường giữa, qua đó Sierra có cơ hội để có thể tiến đến phần rừng của đối thủ, lấy được thành công con bồ đỏ trong tình huống này. Nhưng để mà gây sức ép đến các thềm trụ đến từ bên phía đội tuyển Team Flash vẫn đang là sự khó khăn dành cho đội tuyển HQ rồi. Đây sẽ là mục tiêu thứ ba trong trận đấu này dành cho Team Flash. Họ đang có một trận đấu rất tích lũy được những mục tiêu khi mà họ vẫn đang có được tất cả những mục tiêu quan trọng. Lúc này hai con rồng rồi và một con Seiza. Bây giờ sẽ là lượng tiền qua đó được gia tăng dành cho đội tuyển Team Flash so với đối thủ của mình lên con số khoảng gần 2000 tiền ở thời điểm khoảng phút thứ 5 rưỡi như thế này. Vẫn đang là rất đông các thành viên HQ Sport hướng lên cánh của Euphoria. Đang là nhặt hoa, băng vào phun hoa. Phun hay không đây? Bắt đầu phun rồi. Phun hoa từ vị trí Euphoria mất đi cầu băng xương trên người của Sierra. Wow. Và Sierra bị hạ gục rồi. Vẫn đang là đẳng cấp của người chơi Bad Florentino. Tôi nghe trong phong phanh đâu đó người ta đồn đại rằng anh ta có được danh hiệu là top 3 Frentino Việt Nam. Phú xử lý vừa qua Euphoria cũng là cực kỳ ấn tượng với tình huống đã câu được cả cầu băng xương và cũng như hạ gục thành công được Sierra luôn. Còn đường dưới này thì địa gian chuẩn HQ rồi, 2-2. Cây đang chờ cho đến khi HQ trồi lên từ mặt đất. Shin đang đẩy lính vào để phòng ngự và chưa thể có trụ cho bên phía của Team Flash. Nhưng có lẽ cũng sắp có thôi khi mà sức ép đang là rất lớn. Xuân Bách xuống chậm một nhịp, nếu như anh ta kịp xuống sớm hơn một đôi chút thì tôi tin rằng với cái khiên có được sẽ có trụ một khu vực đường dưới dành cho các thành viên bên phía đội tuyển Team Flash thôi. Nhưng không sao cả, họ vẫn sẽ có được những thứ rất quan trọng ở trong trận đấu này. Vẫn đang là một thế thoải mái dành cho Barin. Từ nãy đến giờ chúng ta lại bỏ quên đi Barin và qua đó thì anh ta đang được farm rất thoải mái ở trong trận đấu này thêm một lần nữa. Đây là trận đấu mà về mặt tài nguyên bên phía đội tuyển Team Flash thậm chí họ còn làm nhanh hơn so với cả hai ván đấu vừa qua. Euphoria biết được đối phương đang hướng đến cho một con Seiza, anh ta có làm điều gì hay không đây. Rất cẩn thận đứng ở trong cái bụi này và vẫn đang ẩn thân để HQ có thể tìm thấy anh ta ở trong tình huống này. Cho HQ sử dụng cho mình định vị rồi sau đó sử dụng cho mình pháo giản tốc biến qua bên kia. Wow. Euphoria cũng làm điều tương tự như thế và phun hoa. HQ chỉ còn biết đứng chôn chân mà thôi. Đó là mạng thứ ba dành cho Euphoria, tiếp tục cố gắng để có quay nhưng không ăn thua nữa khi mà Sierra đang đến đây rồi. Nhưng có Barin ở đây nữa, Sierra làm được gì đây? Sierra phải đổi lại điểm hạ gục vừa qua khi mà anh ta lấy được thành công để gục Euphoria nhưng cũng đã phải nằm lại rồi. Như vậy là 1-2, có lời dành cho đội tuyển Team Flash rồi. Rất căng thẳng với Euphoria tốc biến qua để có thể phun hoa và nhặt hoa thành công được HQ. Hạ cũng HQ, Sierra cũng đã phải lên bảng điểm số rồi. Vẫn đang là Euphoria với những tình huống xử lý tuyệt vời của anh ta với cô bài Florentino. Anh ta đang hoàn toàn lu mờ tất cả những người chơi còn lại trên bản đồ ở thời điểm này. Dù mà bằng chung Team Flash đang làm tốt ở tất cả các vị trí nhưng những bước nhặt hoa của Euphoria thực sự là tâm điểm của những tình huống giao tranh vừa qua. Đã là ép vào trụ đường giữa, giữ lối cốt từ qua từ Xuân Bách để có thể tìm kiếm những cái trụ ở khu vực đường giữa và họ làm được rồi. Sẽ có trụ một đường giữa thuộc về cho Team Flash. Vẫn đang là rất dẻo đến từ vị trí của Euphoria. Họ đang tiếp tục di chuyển lên tuyến trên. Team Flash đang băng vào tốc biến của tầng từ đó. Ui, băng vào Barin hạ của Sierra rồi. Sierra tiếp tục nằm xuống ít nhất là trên 3 điểm gục cho ván thi đấu này rồi. Và đang là hủy diệt từ bên phía của Team Flash trong trận thi đấu này. Là 7-1 rồi, mọi thứ đang trôi đi rất nhanh dành cho đội tuyển HQ Sport. Mọi thứ đang là đầy khó khăn, đặc biệt với vị trí Sierra khi mà anh ta đã nằm lại đến 4 lần. Có được 4.400 tiền ở trên người như thế kia rõ ràng là một sự thiệt thòi quá nhiều dành cho người chơi đi rừng của đội tuyển HQ. Và Hippopper có để ý không khi mà Euphoria ở trong tình huống diễn ra trước đó thì anh ta đứng ở trong cái bụi đó quyết định không tranh chấp một cách ngây ngô vào khu vực hang Seiza mà anh ta chờ cho đối phương ăn xong Seiza. Sau đó thì HQ đi lên với một sự ngây ngô đương nhiên là rất nhiều và anh ta thả cho mình cái mìn định vị ở trong tình huống đó. Nó không giải quyết điều gì khi mà Euphoria đã là con cáo già rồi và anh ta đã có mặt để lấy điểm ở gục của người chơi HQ. Anh ta cũng đã phải nằm lại đến 3 lần ở trong ván đấu này khi mà HQ đang có cây đây là 0-3-1 và anh ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc tích lũy tài nguyên so với ở bên kia chiến tuyến. Thì Barin lại có một trận đấu nữa mà anh ta lại được ẩn mình đi farm một cách thoải mái rồi. Đây sẽ là con Seiza bóng tối tiếp theo mà đội tuyển Team Flash có được ở trong trận đấu này rồi. Họ đang có được tất cả. Trận đấu này thì họ chỉ mới mất một cái trụ ở khu vực đường trên mà thôi. Mọi thứ đang là nhanh hơn rất nhiều. Hai ván thi đấu trước đó thì còn một vài những sự giằng co nhưng đến ván thi đấu thứ 3 này thì có vẻ Team Flash muốn tăng tốc rồi, họ muốn làm nhanh hơn, quyết liệt hơn.
không cho đối phương một cơ hội nào để giằng co cả. Cách biệt lợi thế đó là 5.000 điểm, cách biệt là quá lớn ở thời điểm này, là quá lớn để cho HP Esports có thể tìm thấy một cơ hội. Lẽ ra ở khoảng thời điểm này thì Elandor trong tay của Sierra phải là một vị tướng có lực lượng sát thương và đánh khỏe dọn đầu đến giữa trận đấu. Nhưng đổi ngược lại thì Elandor trong tay của Sierra nằm xuống đến 4 lần, và trong đó đến 2 lần bị bắt lại bởi Euphoria. Vừa qua một tình huống Barin cũng đã gặp nguy hiểm, anh ta thoát được ghi thành công. Trước một tình huống HP Esports muốn bắt người nhưng Barin vẫn quá tỉnh. Barin vẫn quá tỉnh, hai cặp cánh của phía Team Flash, hai người chơi cánh của phía Team Flash vẫn đang làm rất tốt và ép vào được triệt để tại hai đường, khi mà lính ở hai đường đang lên rất đều thời điểm này. Những con xe tiên phong đang tiến vào cùng một thời điểm, và rõ ràng là mục tiêu của Team Flash là muốn lấy đi những dàn trụ bậc ngoài, những dàn trụ bậc thềm, những dàn trụ ngoài thì đúng hơn của bên phía đội tuyển HQ Esports, và lấy đi càng nhiều trụ ở thềm ngoài thì càng tốt. Và đây sẽ là tình huống tràn vào đầu tiên từ bên phía của Team Flash. Tại đây địa giam đã chưa được một người, sẽ có trụ thứ hai đường trên cho bên phía Team Flash. Đường dưới cũng là như vậy, vào cùng một thời điểm rất hợp lý từ bên phía của Team Flash. Quá dễ dàng, tôi nghĩ rằng trận này khó lắm rồi dành cho đội tuyển HQ Esports, khi mà nên nhớ rằng Xuân Bách còn thậm chí chưa phải dựng cho mình cái khiên ở trong tình huống vừa qua, anh ta còn có bột xanh dưới chân như thế này nữa. Thì với giáp năng lượng có được, tôi không biết rằng đội tuyển Team Flash có thể làm được những gì ở trong pha ép này đây. Đương nhiên họ sẽ bóc được toàn bộ ra trụ ngoài đến từ bên phía của đội tuyển HQ rồi. Họ có muốn hướng đến cho mình đường xương cấp anh không đây? Khi món Seja vẫn đang còn cho mình lượng máu là vô cùng đủ đầy như thế kia, Xuân Bách vẫn đang ở chiều cuối ở trên người. Excalibur bắt đầu được xả ra đến từ vị trí của Thên rồi. Bên phía đội tuyển HQ dồn cả 5 người sang khu vực đường giữa này để có thể phòng ngự được thành công. Tơn lính đẩy vào và cả con Seja đẩy vào nữa. Bây giờ Team Flash lên đường trên, bây giờ có đầu tư khiên hay không đây? Xuân Bách có lấy đi cho mình trụ đầu tiên, bây giờ dựng khiên rồi. Và cái khiên này dựng góc không quá đẹp lắm nhưng nó vẫn là đủ để cho Barin có thể được bắn trụ và lấy được một nửa máu trụ là những gì đội tuyển Team Flash đang làm. Đến tràn vào khu vực đường giữa này rồi, với việc lao lên đến từ Euphoria, nhịp hòa liên tiếp được tạo ra rồi. Euphoria vẫn thoát được ra thành công, cái trụ này nó sẽ nằm lại dưới sự sát thương đến từ các thành viên bên phía đội tuyển Team Flash. Địa giam cũng đã được hạ ra và lấy đi. Nhưng tình huống vừa rồi khi mà Shin đã là người bị nhốt lại rồi, Team Flash đang ép quá đều ở cả ba khu vực đường và họ có thể sẽ gây thêm sức ép ở khu vực đường dưới này nữa. Dù vậy thì đó không phải là sức ép đủ để Team Flash hướng đến cho mình đường siêu cấp thứ hai. Dù sao đó vẫn là một tình huống tấn công rất bài bản và có lợi dành cho đội tuyển Team Flash. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, cách biệt về lượng tiền đã là quá lớn rồi. 5.000 tiền cách biệt ở thời điểm này cộng một chất tướng không thể thua từ bên phía Team Flash nếu như họ làm một cách gọn gàng và không có một chút sai lầm nào cả. Cả hai người chơi lên đều đang có cái đây là quá xanh. Frentino cho tại Euphoria với 3-1-1 và đây là Barin khi không nằm xuống một điểm cục nào cả, và cây đen cũng là 3-0-1, bắn liên tục thấm và máu liên tục bị bớt đi từ các thành viên phía đội tuyển HQ Esports, và đó là Shin. Những chuỗi phi tiêu cộng thêm tinh linh nó là cực thốn đến từ vị trí của người chơi hỗ trợ bên phía HQ, và cứ cái đà này thì có lẽ vấn đề chỉ còn là thời gian để Team Flash mà thôi. Một trận đấu đang là khá một chiều, HQ Esports cần một động thái để cho họ tìm kiếm được điểm số trong ngày thi đấu hôm nay. Nếu không thì nếu như họ thua tiếp 0-3 trước Team Flash thì hành trình để họ trụ hạng sẽ là tương đối khó khăn đây. Họ đang bị tìm tới ở Sierra. Sierra nằm xuống quá nhanh và Euphoria là người cuối cùng hạng với anh ta. Cú bổ vào đã được thấy pháo từ quang sấy như một đường thẳng vậy, và ba người phía đội tuyển Esports yếu máu. Alinhas người tiếp theo, ta không còn nhiều máu nữa. Xin bị kẹt lại, xin bị dí và triple kill dành cho Barin. Tập này thì hết rồi anh Sơn ạ, hết rồi. Quá khó cho bên phía HQ Esports để có thể quay trở lại trong trận thi đấu này. Mọi thứ đã được sắp đặt một cách quá hoàn hảo đến từ bên phía đội tuyển Team Flash rồi. Bộ chiêu thức mà họ đã sử dụng trong tình huống vừa qua nó không có một điểm chết nào cả, khi mà Xuân Bách có cú sấy quá đẹp và nó kết hợp được tốt với cú bão phi tiêu được tạo ra bởi Barin rồi. Còn một người trên đội hình của đội tuyển HQ là Tak, nhưng Tak cũng đã phải bỏ lại điểm hạ gục của mình ở trong tình huống vừa qua một cách đầy bất lực mà thôi. Team Flash sẽ có chiến thắng ở trong ván đấu này và tỷ số sẽ là 3-0. Dành cho Team Flash, họ không đánh nhà, nó quay sang đánh người bây giờ mới đánh nhà và quét sạch thêm một lần nữa dành cho đội tuyển Team Flash sẽ là 3-0. 3 điểm trọn vẹn cho Team Flash trong ngày ra mắt của Euphoria. Quá nhanh, quá nguy hiểm là những gì mà chúng ta nhìn thấy. Frentino cho tay của Euphoria thực sự là một con quái vật, ít nhất là khi đối đầu với HQ Esports ở trong ngày thi đấu hôm nay. Người hâm mộ đã rất mong muốn anh ta khóa vào Frentino. Và đến ván thiêu thứ 3 thì đã cầu được ước thấy rồi, anh ta đã biểu diễn Florentino. Dĩ nhiên là sắp tới anh ta còn phải đối đầu với rất nhiều những người chơi đường tà thần khác xuất sắc như là Kuga hay là Bear trong một tương lai gần, là trong những ngày thi đấu còn lại của tuần thi đấu đầu tiên lượt về. Nhưng rõ ràng với những gì anh ta thể hiện thì đang là những sự hy vọng rất lớn. Anh ta một điểm khá chung mà tôi có thể thấy được ở trong quãng thời gian vừa qua, khi mà người ta thường gọi Team Flash là MU thì Anthony cũng quẩy rất nhiệt và cũng xoay compa rất nhiệt tình, thì Florentino cho tại Euphoria cũng quẩy một cách vượt mà và kỹ năng như vậy. Rõ ràng là cặp cánh đã là thứ được cải thiện từ bên phía của Team Flash, và Euphoria cũng đá cánh ở trong trận thi đấu này ở đường tà thần Seja cho bên phía của Team Flash. Và anh ta cũng dẻo không kém gì Anthony trong tình huống nhặt hoa phun hoa liên tiếp ở trong tình huống băng càn. Cuối cùng chúng ta băng vào tận nhà chính của đối thủ, vào tận bệ đá cổ để càn lướt và gây ra sức ép rất lớn phía sau đội tuyển Team Flash, muốn làm gì thì làm. Đương nhiên trước đó thì họ cũng đã